Ban ngày là luật sư, tối về trang blog, Remy Chu Trấn là nhà sáng lập trang blog online Citizen ở Singapore. Cũng tương tự như trường hợp các blog của Việt Nam, tin tức hay các câu chuyện trên trang này không xuất hiện trên truyền thông chính thống và thường đặt ra các câu hỏi thách thức vai trò của chính quyền. Remy và khoảng 20 blogger khác đang lo lắng về luật mới sắp có hiệu lực vào đầu tháng 6 năm 2013. Nhóm các blogger Singapore họp nhau lại và gửi thư tới chính phủ yêu cầu rút lại luật trên. Luật mới này là mối đe dọa lơ lửng trên đầu chúng tôi và tôi mong mọi người trên khắp thế giới chú ý vì đây là tấm bản đồ chỉ đường cho bất kỳ quốc gia nào muốn đè nén những tiếng nói độc lập trên mạng. Luật này yêu cầu các trang web mới phải có giấy phép hoạt động và sẽ ảnh hưởng tới ít nhất 10 trang mạng vẫn thường xuyên viết về các vấn đề của Singapore. Họ cũng bị ràng buộc bởi thỏa thuận trị giá tới gần 40.000 đô la Mỹ và cứ mỗi năm lại có một buổi tổng kết nội dung. Các quan chức phụ trách truyền thông cũng có quyền yêu cầu gỡ bỏ nội dung mà họ thấy không phù hợp trong vòng 24 giờ đồng hồ. Nỗi lo lắng chính của các blogger là luật mới sẽ làm yếu đi mảng truyền thông mạng và càng làm cho hình ảnh của chính quyền Singapore bị xấu thêm. Nhưng Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông của Singapore phủ nhận hoàn toàn ý kiến trên. Mục đích cuối cùng vẫn là nhằm bảo vệ người dân Singapore. Khi họ lên mạng đọc tin tức, thì điều quan trọng là họ phải đọc được loại tin đúng đắn, chẳng hạn như điều gì đã xảy ra, có những sự kiện gì, đều phải được thông tin một cách chính xác có những người nào đã chứng kiến vân vân. Singapore từng khá cứng rắn về báo chí trong lịch sử, từng có những tổng biên tập bị quy vào tội xúc phạm và một số tội danh khác để bảo vệ hình ảnh của chính phủ. Phóng viên không biên giới là một trong những trang có sức lan tỏa và kết nối với mạng lưới truyền thông rộng lớn nhất thế giới. Người Singapore có thể đọc tin tức từ trang này qua máy tính để bàn, máy tính bảng hoặc thậm chí điện thoại di động. Điều đáng ngạc nhiên là trang này xếp Singapore hạng 149 trong danh sách, thậm chí còn đứng sau Afghanistan, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với Việt Nam, đứng thứ 172. Bất kỳ động thái nào từ phía chính phủ nhằm kiểm soát báo chí, dù trên mạng hay không, cũng sẽ gây ra nhiều câu hỏi từ phía cộng đồng mạng và các nhà quan sát quốc tế.